Sáng nay, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 65 năm 2022. Gần 60 học viên là cán bộ công chức viên chức công tác tại các sở ngành thành phố và tương đương. Trong thời gian 7 tuần thực học được nghiên cứu các nội dung về hệ thống chính trị, bộ máy hành chính nhà nước, đạo đức công vụ, cải cách hành chính, quản lý tình huống trong quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực, rèn luyện thao tác tư duy về xử lý tình huống trong quản lý hành chính nhà nước. Qua đó nhằm trang bị những kiến thức quản lý nhà nước theo ngành địa bàn, kỹ năng phương pháp thực hiện nhiệm vụ công vụ, từ đó góp phần xây dựng đội ngũ công chức viên chức thành phố có đủ năng lực, bản lĩnh xây dựng nền hành chính tiên tiến hiện đại.